7 năm rồi hả con? Đây là đầu công viên Tân Hòa. Thấy cái con hổ với cô ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đủ cắt ra làm hai hả? Có không? Ủa vậy thường là khoảng mấy giờ là mình về vậy? Giờ này gần về, giờ này hết mì rồi về rồi. À, bán hết rồi ngon. Rồi sắp hết rồi, chỉ là một ngày bán được bao nhiêu rồi? À, một ngày bán 300 mấy, 400 mẫu. Buổi chiều nữa, sáng rồi có 100 mấy rồi. Sáng rồi bán buổi chiều. À, buổi sáng là bán khoảng 100 mấy, buổi chiều bán thì khoảng 200. Mà ở đây không hả con? Không, chị bán đằng Superloo á. À, Superloo hả? Trời, tại tính chịu đi, con chạy qua đó con quay mà. Chị bán thẳng á, biết không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bán rồi bán đây. Nên thấy ổn sao, thấy quen quen lắm mà, không biết là gặp ở đâu mà. Trời, nó ngọt, nó giòn mà. Ổ con người lớn rồi. Ở gì là cô ở đâu lên cô? Ở kinh này, đằng này là kinh năm nè. Dạ. Dạ, chiều đi ăn nó quay à. Dạ. Đến chiều gặp nữa. Chiều cho con quay buổi chiều đi con. Sáng thịt nhiều nó mới ngon, cá chiều á, chân dạ. Lên. Khoảng mấy giờ cô bán ở đó? 2 rưỡi. 2 rưỡi không? Rồi 2 rưỡi. Em 2 rưỡi 3 giờ mới chạy ra. Dạ. 2 rưỡi. Dạ, đúng sớm nó thịt. Trời đông quá trời con. Hết thịt rồi. Hết thịt rồi. Nhiều rồi. Rồi cảm ơn cô, để chiều con quay bên kia. Ở đây thì theo cô nói thì có giá là 7.000 hoặc là 10.000. Thì ở đây bánh mì thì nó giòn, thịt thì ngọt, nước chan cái xíu mại này thì ngọt và ngon. Mà một ngày theo cô mới nói thì nó bán được khoảng buổi sáng khoảng 100 mấy chục ổ, buổi chiều khoảng 200 ngoài. Thì cô bán ở hai cái địa điểm, một là địa điểm trước công viên An Hòa ở phía sau, còn một cái địa điểm là ở trên Shop Blue của đường Nguyễn Nhân Trực. Cái đó để mình sẽ quay riêng nha. Rồi hồ ở đây mình đang sắp hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi người có thể đăng ký kênh của mình để nhận được các video mới, mà chủ yếu là mình review về Kiên Giang. Nếu mà sau này có việc thì mình sẽ đi các tỉnh khác, mình sẽ quay thêm các video mới. Rồi, ở đây là công viên An Hòa.